quý vị và các bạn, từ ngày mai, nắng nóng ở Nam Bộ sẽ dịu bớt và xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Những nơi có mưa trong chiều tối mai dự báo sẽ là khu vực miền Đông Nam Bộ và ven biên giới Tây Nam Bộ. Lưu ý, mưa sau chuỗi ngày nắng nóng rất dễ kèm theo sấm sét, dông lốc nguy hiểm. Khả năng mưa sẽ còn tăng lên vào chiều thứ Năm và thứ Sáu này. Bù lại có mưa giúp dịu nắng nóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo sẽ là 35 độ và sau đó sẽ giảm từ 1 đến 2 độ vào 2 ngày sau đó. Các nơi khác ở Nam Bộ, ngày mai nhiệt độ cũng giảm khoảng 1 độ, chỉ có Biên Hòa là 36 độ, còn các nơi khác sẽ dao động từ 33 cho đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang ra tới ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4.